lại những người tham gia vào những năm 2012-13 thì đã tận dụng được cái cơ hội để tạo ra một cái bước thay đổi vượt bậc. Thì đó là cái cách mà ta gọi là nhìn thấy bản chất của vấn đề, hay còn gọi là tầm nhìn. Chúng ta phải nhìn xa hơn, nhìn rộng hơn, nhìn thấy bản chất của vấn đề để có thể đưa ra các quyết định sao cho nó phù hợp. Một vấn đề nữa mà cũng nhân nói đến tầm nhìn là chúng ta nói đến cái ngành kinh tế của chúng ta. Năm 2013 khi mà kinh tế nó đang còn rất bi đát như vậy thì có một thực tế là các sinh viên vào ngành kinh tế là giảm sút, và ngay cả một số các chuyên gia và định hướng của Bộ Giáo dục cũng cảnh báo rằng là các sinh viên học ngành kinh tế là cần phải thay đổi và không đầu tư nhiều quá vào vấn đề kinh tế. Thậm chí đó là cái giai đoạn mà ngành ngân hàng gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy cho nên là có khuyến cáo là không nên tham gia vào trong cái lĩnh vực đó. Và năm 2013 thì lần đầu tiên cái ngành tài chính, ngành ngân hàng nói riêng và ngành kinh tế nói chung là bị ảnh hưởng từ vấn đề học tập. Rất nhiều các sinh viên không ghi tên vào trong cái lĩnh vực kinh tế. Và năm 2013 thì đánh dấu là ngành cái trường đại học ngân hàng chẳng hạn, trường hàng đầu trong lĩnh vực về ngân hàng. Trước đây thì được lấy điểm vào khoảng cỡ 23 đến 24 điểm. Nhưng năm 2013 thì với 17 điểm người ta lấy cũng không đủ, không đủ chỉ tiêu. Điều gì đang xảy ra vậy? Là bởi vì nhiều người thấy rằng là về kinh tế thì đang mờ mịt, ngành ngân hàng thì bị ảnh hưởng, lương thưởng thì không cao, áp lực thì lớn, cho nên là không vào học ngành. Tuy nhiên để vào học một cái ngành và tốt nghiệp thì chúng ta sẽ cần phải mất 4 năm, tức là từ đến năm 2019 ấy. Điều gì xảy ra cho năm 2019? 2013 thì không vào học, 2010 nếu vào học thì năm 2017, 18 là ra trường. Và lúc đó thì kinh tế đã phục hồi rồi. Và từ năm 2016, 15, 16 thì việc tuyển dụng trong lĩnh vực kinh tế lại rất phát triển. Do đó những người nào mà nhìn thấy cái sự khủng hoảng của ngành kinh tế, của ngành ngân hàng từ năm 2008 đến năm 2013 mà không tham gia vào trong lĩnh vực này thì rõ ràng là gì? Rõ ràng là họ đã bỏ lỡ đi một cơ hội. Còn những người nào mà lại muốn tham gia vào trong lĩnh vực đó trong những năm 2013, 2014, thậm chí là trước đó thì 2011, 12 thì sau khi ra trường lại có rất nhiều là cơ hội. Vì vậy cho nên là chúng ta không thể nhìn tương lai bằng gì ạ? Bằng cái nhìn hiện tại. Có nghĩa là lấy cái môi trường hiện tại để xác định cho tương lai, mà chúng ta phải dự báo cho vấn đề tương lai. Điều mà chúng ta rút ra trong cái bài học này đó là gì ạ? Là năm 2013 thì rất nhiều tổ chức, rất nhiều người đưa ra cái khuyến cáo là không nên tham gia vào lĩnh vực kinh tế. Thì đây là một cái nhận định rất sai lầm, bởi vì đến năm 2017, 2018 thì kinh tế bắt đầu bùng nổ trở lại và sức hút về nhân lực trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng thì rất lớn, và đó chính là cái giai đoạn mà rất nhiều sinh viên không tham gia trước đó. Nếu như năm 2013 điểm vào ngành ngân hàng từ 23 điểm rơi xuống còn 17 điểm đã tạo ra rất nhiều cơ hội cho nhiều người mà nếu như bình thường thì họ sẽ không tham gia được trong lĩnh vực đó. Nhưng đối với những người mà nhận định cái vấn đề nó không bi đát và nó nhận định đúng theo cái thực trạng của cái xu hướng khủng hoảng thì họ đã tạo ra một cái cơ hội rất tốt. Lẽ ra với 17 điểm, 18 điểm, 19 điểm, thậm chí là 20 điểm không tham gia được trong lĩnh vực ngân hàng trước đây thì giai đoạn 13, 14 thì họ hoàn toàn có thể tham gia nhập được.
Sau khi họ ra trường thì cái nhu cầu rất là bùng nổ, và chính họ là những người tận dụng được cơ hội của khủng hoảng. Như vậy từ vấn đề tầm nhìn thì mang lại cho chúng ta một cái kết luận là gì ạ? Là chúng ta sẽ phải nhìn nhận và đánh giá cái xu hướng biến đổi của môi trường là quan trọng hơn là những cái điều kiện của môi trường hiện tại. Những vấn đề của hiện tại có thể không phải là của tương lai, và thông thường là nó không phải của tương lai. Cái quan trọng của tương lai sẽ là gì ạ? Sẽ là những cái cơ sở nào đó của hiện tại đây nó sẽ thay đổi, và nó sẽ có một cái điều kiện mới ở cái thời gian sắp tới. Cái mà chúng ta cần phải hướng tới trong vấn đề chiến lược đó là những cái của hiện tại nó sẽ mang lại cái gì cho tương lai, và cái việc của chúng ta là sẽ phải hiểu được cái gì ở tương lai đó là cái gì, để từ đó chúng ta đưa ra quyết định cho nó phù hợp. Tóm lại trong vấn đề về tầm nhìn trong hoạt động chiến lược là chúng ta phải nhìn thấy bản chất của vấn đề, và bản chất của vấn đề không phải là của hiện tại mà nó là của tương lai. Chúng ta phải dự báo về vấn đề tương lai sao cho nó chính xác. Vấn đề thứ ba trong vấn đề chiến lược đó là chúng ta phải định ra các mục tiêu, và trong các mục tiêu của chiến lược thì đó là các mục tiêu lớn, mục tiêu tổng quát, mục tiêu mà nó có thể ảnh hưởng đến tổng thể, và nó sẽ gì ạ? Nó sẽ tạo ra, nếu đạt được mục tiêu đó thì nó sẽ tạo ra một sự thay đổi, đột phá. Cái sự đột phá đó nó sẽ mang lại cho chúng ta những cái giá trị mà nếu những thay đổi bình thường nó không mang lại được. Ta lấy ví dụ như là bỏ ra 4 năm học để chúng ta có bằng cử nhân thì chúng ta đã ở một cái vị thế. Tầng mức lao động khác. Yếu tố thứ tư trong vấn đề chiến lược đó là tính kế hoạch. Để thực hiện được cái mục tiêu và của chiến lược thì chúng ta sẽ phải trải qua một cái giai đoạn thời gian tương đối là dài, và nó sẽ phải phù hợp và phối hợp với rất nhiều các cái bộ phận khác nhau, những cái lĩnh vực khác nhau. Vì vậy cho nên là hoạt động chiến lược là một hoạt động mà nó cần phối hợp, điều phối phối hợp nhịp nhàng ở nhiều bộ phận khác nhau, ở nhiều giai đoạn khác nhau. Yếu tố thứ năm trong hoạt động chiến lược là toàn bộ hoạt động sẽ phải mang tính thống nhất. Thống nhất ở đây là gì? Thống nhất đây là trong quá trình thực hiện chúng ta phải xác định đâu là những mục tiêu chính, mục tiêu cơ bản, và những cái mục tiêu chính, mục tiêu cơ bản này nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các cái mục tiêu khác, và nó sẽ nhận được gì ạ? Nhận được cái sự ưu tiên cho cái mục tiêu chính, mục tiêu cơ bản. Nếu những điều kiện thuận lợi chúng ta có thể cùng lúc thực hiện nhiều mục tiêu, nếu ở giai đoạn khó khăn thì chúng ta sẽ bỏ các mục tiêu phụ để tập trung cho mục tiêu chính. Lấy một ví dụ cụ thể hơn để chúng ta dễ nhận dạng, đó là giai đoạn mà chúng ta đang làm việc, các bạn đang học đây năm thứ ba năm tư đấy, là giai đoạn rất quan trọng cho cái việc mà chúng ta kết thúc cái việc học nó đúng mục tiêu, tức là ra trường đúng thời điểm và đạt được cái thứ hạng mà chúng ta mong muốn. Và như vậy thì cùng lúc chúng ta có rất nhiều mục tiêu, chúng ta có rất nhiều các dự định, vừa đi học vừa đi làm, vừa phát triển các cái ý tích cá nhân. Nếu mà việc thuận lợi chúng ta có thể cùng lúc thực hiện nhiều vấn đề đó, nhưng giả sử như là gặp một cái biến cố nào đó chúng ta khó khăn, thế thì trong vấn đề khó khăn đó chúng ta sẽ yêu cầu một sự thống nhất. Sự thống nhất ở đây là gì? Là chúng ta sẽ tập trung ưu tiên cho các mục tiêu chính, mà các cái mục tiêu chính, mục tiêu lớn của chúng ta đó chính là gì ạ? Đó chính là việc ra trường đúng thời hạn và đạt thứ hạng cao. Do chúng ta gặp khó khăn về tài chính, do chúng ta gặp khó khăn về học tập, vậy cho nên là nếu cùng lúc chúng ta vừa học tập vừa vui chơi vừa làm kinh tế thì chúng ta sẽ bị giàn trải và không được yêu cầu. Vì vậy cho nên là trong giai đoạn mà khó khăn như vậy thì chúng ta sẽ ưu tiên cho vấn đề học, toàn bộ thời gian
sẽ dành cho việc học nhiều hơn, việc đi làm có thể bị cắt bớt, việc vui chơi có thể bị cắt bớt. Đó là cái yêu cầu của vấn đề thống nhất. Alo, có bạn nào bảo là không nhìn thấy màn hình? Mọi người có nhìn thấy màn hình không ạ? Alo. Dạ không thích slide thầy. Không thấy à? Sao lại không thấy nhỉ? Để thầy xem. Có thấy slide không ạ? Dạ thấy rồi thầy. Ok. Thì đó là một số nội dung của cái khái niệm chiến lược. Các bạn nào hỏi gì không ạ? Alo. Alo, rồi đó là những một số vấn đề mà chúng ta cần lưu ý trong hoạt động chiến lược. Tóm lại là đối với hoạt động chiến lược thì cái quan trọng là chúng ta sẽ phải nắm bắt được cái xu hướng biến đổi của môi trường, cái điều kiện. Và từ cái biến đổi của môi trường điều kiện đó, chúng ta sẽ phải dự báo về tương lai sao cho nó chính xác. Và nếu chúng ta dự báo được tương lai chính xác thì chúng ta mới có thể vạch ra được mục tiêu, vạch ra được kế hoạch và điều hành các công việc đạt được cái mục tiêu mà chúng ta đã định ra tương lai. Và thầy cũng hy vọng là trong vòng 5 năm nữa, 7 năm nữa, có nghĩa là sau khi các bạn ra trường trong vòng 5 năm, các sinh viên của chúng ta sẽ thành công mà quay trở lại trường với tư cách là các cựu sinh viên thành công trong cuộc sống nhé. Khái niệm về chiến lược có bạn nào hỏi gì không ạ? Alo. Sao lớp mình hôm nay im lặng thế nhỉ? Có bạn nào hỏi gì không? Không ai hỏi gì hết. Hay là đang làm việc riêng vậy? Khái niệm tiếp theo. Khái niệm tiếp theo đó là khái niệm về sách lược và chính sách. Cùng với chiến lược thì có hai vấn đề mà nó luôn luôn đi kèm. Đó là sách lược và chính sách ạ. Và nếu như chiến lược là một cái vấn đề mang tính tổng thể với những mục tiêu tổng thể, mục tiêu cơ bản
thì sách lược là các kế hoạch ngắn hạn để chúng ta có thể đạt được mục tiêu chiến lược. Sách lược là những cái vấn đề cụ thể áp dụng trong những hoàn cảnh cụ thể mang tính chất ngắn hạn để giúp cho chúng ta đạt được mục tiêu về chiến lược. Và về nguyên tắc thì sách lược sẽ phong phú hơn là chiến lược. Chiến lược là một cái vấn đề cơ bản và nó ít thay đổi. Còn với sách lược thì nó có khả năng thay đổi nhiều hơn. Thậm chí là trong những hoàn cảnh cụ thể thì mục tiêu ngắn hạn của sách lược, mục tiêu ngắn hạn của sách lược nhìn ra có vẻ như đối lập với mục tiêu chiến lược. Nói như vậy có vẻ hơi trừu tượng, nhưng chúng ta có thể lấy một ví dụ như sau. Ví dụ như trong các cuộc chiến tranh thì về mặt nguyên tắc là các bên đều mong muốn đạt được chiến thắng, và cố gắng chiến thắng có nghĩa là sẽ sẽ phải tiến lên. Tuy nhiên nếu như điều kiện không phù hợp thì thay vì tiến lên, đôi khi chúng ta sẽ phải rút lui. Trong binh pháp Tôn Tử có nói là lùi một bước để tiến hai bước, kiểu là như vậy. Vậy thì cái bước lùi trong hoạt động của chúng ta về mặt nguyên tắc là nó trái với lại mục tiêu chiến lược, nhưng là nó phù hợp với cái điều kiện hoàn cảnh thực tiễn. Đôi khi chúng ta cũng phải đi lùi nếu như chúng ta muốn tiến lên cao hơn. Giống như kiểu chúng ta muốn nhảy xa, chúng ta phải lùi lại để chạy đà, kiểu là như thế ạ. Vậy thì sách lược là những cái hoạt động cụ thể ở trong những tình huống cụ thể để giúp cho chúng ta đạt được chiến lược, nhưng mà cái mục tiêu ngắn hạn của nó thì rất phong phú. Nó có thể phù hợp với lại định hướng của chiến lược, nó cũng có thể không phù hợp với định hướng của chiến lược. Nhưng mà nhìn trong ngắn hạn thì nó không phù hợp, nhưng nhìn trong dài hạn thì nó lại là một bước phù hợp. Ta lấy ví dụ như là trong chiến tranh, mặc dù là hai bên đều cố gắng chiến thắng, nhưng đôi khi lại phải lùi, đôi khi lại phải tạm thời hòa hoãn. Trong hoạt động kinh tế của chúng ta cũng vậy. Có những giai đoạn chúng ta đầu tư, mục tiêu là dài hạn. Tuy nhiên vì hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta có nhiều giải pháp. Thay vì tiến tới, chúng ta sẽ phải dừng lại, thậm chí là chúng ta sẽ phải rút lui. Người ta gọi đó là gì? Đó là đóng băng về hoạt động đầu tư, hoặc là gì? Hoặc là cắt giảm về đầu tư. Với cái mục tiêu là gì? Với mục tiêu là chúng ta sẽ cố gắng lâu dài đạt được mục tiêu tổng thể, nhưng mà trước mắt thì chúng ta sẽ phải lùi lại. Cụ thể như sau, ta lấy ví dụ như năm 2008 chúng ta gặp khủng hoảng về kinh tế. Năm 2009 thì chúng ta bắt đầu bơm tiền ra thị trường. Năm 2010 thì lạm phát xảy ra cực đại. Đó là năm mà chúng ta gặp phải lạm phát hai con số lớn. Người ta dự báo là có thể lạm phát năm 2010 nó có thể lên tới đến 25% đấy. Và trước cái tình hình bất lợi như vậy thì chính phủ đã ra một cái chính sách, đó là gì? Là hạn chế đầu tư công. Việc hạn chế đầu tư công nó gây ra một cái tác hại rất lớn, đó là rất nhiều công trình bị bỏ dở. Đã đầu tư nhưng sẽ không đầu tư tiếp, tạm thời dừng lại. Và khi chúng ta dừng lại có nghĩa là gì? Là các hoạt động đầu tư đó nó dở dang. Mà dở dang trong cái điều kiện là không tiếp tục được đầu tư thì sẽ bị ảnh hưởng, là do nó bị mai một, do nó bị xuống cấp. Xét về tổng thể thì chúng ta sẽ bị thiệt hại trong cái giai đoạn đó. Nhưng xét về mục tiêu lâu dài thì chúng ta đang chuyển mục tiêu ưu tiên từ cái việc phát triển kinh tế sang là kiềm chế về lạm phát để ổn định về vĩ mô. Do đó mặc dù là mất đi một cái khoản tiền do đình hoãn về đầu tư, nhưng nó góp phần để chúng ta giảm được lạm phát, tạo ra niềm tin về đồng tiền, để từ đó có cơ sở cho cái việc là
tái cơ cấu để phát triển nền kinh tế ổn định hơn. Vậy thì cái việc mà chúng ta dừng đầu tư, cắt giảm về đầu tư không phải là cái mục tiêu chính, không phải là chúng ta không muốn phát triển, mà vấn đề là chúng ta đang muốn phát triển tốt hơn. Và muốn tốt hơn thì thay vì đầu tư tràn lan, chúng ta sẽ phải gì ạ? Phải soát xét lại, phải đầu tư vào những vấn đề hợp lý và lựa chọn những công trình đầu tư sao cho nó có mang tính hiệu quả cao nhất. Vậy thì nhờ vào cái việc mà chúng ta cắt giảm đầu tư công, hạn chế và soát xét lại đầu tư, thì lạm phát từ hai con số năm 2010 cuối 2009 đầu 2010 thì đến năm 2011 thì lạm phát của chúng ta từ hơn hai con số lớn rơi xuống chỉ còn 7% một năm. Đó là một cái sự thành công rất là lớn. Và nhờ vào cái việc ổn định về đồng tiền như vậy thì nền kinh tế của chúng ta từ năm 2011 trở đi lại bắt đầu phát triển ổn định. Thì đó là chúng ta gọi cái việc mà đình hoãn đầu tư, giảm bớt đầu tư công năm 2009-2010 kéo dài đến năm 2013. Trong vòng 4 năm cắt giảm đầu tư công như vậy thì nó tạo ra một cái nguồn lực mới cho chúng ta để chúng ta có thể bước tiếp vào một cái sự phát triển kinh tế vững mạnh hơn. Thì đó là vấn đề sách lược. Có nghĩa là sách lược là những cái hoạt động ngắn hạn, nó phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn để giúp chúng ta tồn tại và đạt được cái mục tiêu về lâu dài. Cái khái niệm tiếp theo đó là khái niệm về chính sách. Chính sách là những hoạt động mà nó sẽ hỗ trợ cho cái hoạt động chiến lược của chúng ta để đạt được các mục tiêu trong những điều kiện mà chúng ta mong muốn. Thì đôi khi chúng ta sẽ phải tạo ra những hệ thống chính sách để hỗ trợ. Bởi vậy cho nên chính sách được định nghĩa là phương cách để dẫn dắt hành động trong thực tiễn, có nghĩa là tạo ra các điều kiện thuận lợi để giúp chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu. Nói vậy thì hơi trừu tượng. Tuy nhiên chúng ta có thể nhìn thấy một vấn đề như sau. Lấy một ví dụ cụ thể như sau. Thí dụ chính phủ định ra một định hướng là ưu tiên cho ngành giáo dục và phát triển cái ngành giáo dục. Và để ưu tiên phát triển ngành giáo dục như vậy thì chính phủ tạo ra một hệ thống chính sách để hỗ trợ cho giáo dục. Hệ thống chính sách này về mặt nguyên tắc đó là các ưu tiên để chúng ta có thể đạt được mục tiêu một cách thuận lợi nhất. Thí dụ như là về định hướng mục tiêu là ưu tiên phát triển ngành giáo dục thì ngân sách của chúng ta về chính sách là tăng ngân sách cho giáo dục là cái thứ nhất. Thứ hai là tạo các điều kiện thuận lợi cho giáo dục. Thí dụ như là người học thì được vay tiền, chính phủ thì đầu tư nhiều hơn vào giáo dục. Các cơ sở về giáo dục của tư nhân, của các tổ chức đầu tư vào lĩnh vực giáo dục thì được ưu tiên về miễn thuế, giảm thuế, vân vân. Thì đó là những cái vấn đề liên quan đến chính sách. Bởi vậy cho nên là hệ thống chính sách là hệ thống để hỗ trợ giúp cho chúng ta đạt được các mục tiêu về chiến lược. Một cái ví dụ thứ hai, thí dụ như là chính phủ ưu tiên phát triển lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam để thúc đẩy cái lĩnh vực nông nghiệp của chúng ta phát triển nó tương xứng và mang lại lợi ích cho hàng triệu người dân. Và để làm được cái vấn đề đó thì chính phủ tạo ra một hệ thống chính sách để hỗ trợ cho nông nghiệp, từ chính sách về tín dụng, ưu đãi về tín dụng cho đến là ưu đãi về đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, vân vân. Hệ thống này là để hỗ trợ cho chúng ta trong vấn đề là đạt được cái mục tiêu cuối cùng là lĩnh vực nông nghiệp được hiệu quả hơn. Thì đó là ba cái khái niệm chính mà chúng tôi giới thiệu với các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong vòng 10 phút nhé.